Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với trận bán kết lượt về của giải bóng đá Hà Nội Second Class Season 1. Đây sẽ là trận bán kết 1 giữa hai đội bóng Young Music và FC Phú Minh. Ở trận đấu lượt đi thì các cầu thủ Young Music đã có được chiến thắng 2-1 và đó là trận đấu mà họ được chỉ định như là đội khách. Và đây sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho các cầu thủ Young Music trước trận đấu lượt về sắp diễn ra. Cả hai đội đã sẵn sàng và trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì Phú Minh, đội bóng áo trắng quần đen sẽ là những người giao bóng trước và bảo vệ khung thành bên phía phải. Còn các cầu thủ Young Music sẽ thi đấu ở bên phía phần sân bên trái với trang phục áo sọc đỏ trắng quần đen. Với chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi thì ngày hôm nay Young Music hoàn toàn có thể lựa chọn một lối chơi phù hợp với kết quả có lợi ở trận lượt đi. Họ không cần phải quá vội vàng tràn lên tấn công. Ngược lại thì Phú Minh sẽ bắt buộc phải ghi được ít nhất 2 bàn nếu muốn lật ngược tình thế và giành được tấm vé vào trận chung kết. Tình huống mất bóng của cầu thủ áo trắng nhưng ngay lập tức đã được lấy lại. Và xử lý là của số 26 Trọng Quý. Đường chuyền khá dài. Trọng tài xác định quyền đá biên thuộc về cầu thủ Young Music. Ở trận đấu ngày hôm nay thì Young Music sẽ ra sân với đội hình gồm số 15 Long Sơn, số 36 Đình Minh, số 66 Quang Huy, số 69 Kiều Hiệp, số 83 Khắc Hiệp, số 86 Mạnh Tùng và số 90 Anh Tuấn. Phía ngoài sân thì các cổ động viên của đội bóng áo sọc đỏ trắng đang cổ vũ rất nhiệt tình với trống chiêng đầy đủ. Trong khi đó thì ở trận đấu ngày hôm nay, FC Phú Minh sẽ ra sân với số 1 Vũ Dương, số 7 Hải Linh, số 20 Quang Đại, số 26 Trọng Quý, số 29 Việt Anh, số 30 Anh Sơn và số 77 Mạnh Hùng. Buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ diễn ra cả hai trận đấu bán kết của giải bóng đá Hà Nội Second Class Season 1. Chính xác là hai trận bán kết lượt về. Sau khi trận đấu giữa Young Music và Phú Minh, trận đấu mà chúng ta đang theo dõi khép lại thì sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Phượng Đồng và Nam Đàn Oan. Các cầu thủ Phú Minh đang sử dụng khá nhiều những đường chuyền vượt tuyến từ phía hàng phòng ngự của mình. Bóng đã được giải nguy. Có thể thấy là độ tuổi của cầu thủ Phú Minh đang là trẻ hơn khá nhiều so với Young Music. Một cú sút xa. Vẫn là pha ra trận của Trọng Quý. Young Music đang đá một đội hình với cự ly rất thấp. Và chỉ có một mình tiền đạo số 69 Kiều Hiệp ở phía bên phần sân của đối phương. Nhưng đây sẽ là cơ hội cho đội bóng đỏ. Và xử lý cá nhân khá hay. Cú dứt điểm của có lẽ thuộc về
cầu thủ mà số 88 đó là Đình Minh. Như vậy là Đình Minh sẽ mang áo số 88 chứ không phải là 36 như trong danh sách đăng ký. Đứng trước bóng đang là Hiệp Cóc. Cầu thủ mang số 83 vẫn đang đóng vai trò rất quan trọng trong đội bóng Young Music, là đầu tàu cả về tinh thần lẫn chiến thuật. Tình huống nỗ lực của Hiệp Cóc nhưng bóng vẫn đã đi ra biên và sẽ là một tình huống bóng chết dành cho cầu thủ Phú Minh. Tiếp tục là một đội hình lùi sâu của cầu thủ Young Music. Tình huống chân thủng của số 77 bên phía Phú Minh. Và bắt bài của Hiệp Cóc. Bóng vẫn thuộc về cầu thủ áo đỏ. Tình huống xử lý hơi bài. Nhưng sẽ có thêm một quả đá biên dành cho cầu thủ Young Music. Pha chạm bóng khá nhạy cảm nhưng lực đi là chưa đủ để có thể gây khó khăn cho thủ môn của Phú Minh. Cơ hội phản công cho đội bóng áo trắng. Vấp bóng rồi, không có lỗi. Đường chuyền hơi mạnh so với đà lùi về của Hiệp Cóc. Đó là một tình huống hoàn toàn không có lỗi của cầu thủ Young Music. Số 29 Việt Anh bên phía Phú Minh đã bị dẫm bóng và sau đó vấp. Hai cầu thủ đá cao nhất bên phía Phú Minh có thể hình không thực sự quá to cao. Và những tình huống cài đè của họ thường không chiến thắng được những cầu thủ hậu vệ bên phía Young Music. Mặc dù vậy thì Phú Minh vẫn đang sử dụng những đường bóng vượt tuyến khá nhiều. Và điều đó vẫn đang khiến cho họ chưa có một cơ hội thực sự nguy hiểm nào để có thể dứt điểm. Lỗi thuộc về số 90 Anh Tuấn.
thêm một cú sút nữa. Các cầu thủ Phú Minh có thể dứt điểm từ mọi vị trí. Pha nhả bóng hơi non. Cả hai đội đang rất hạn chế thực hiện những đường chuyền ở khu vực giữa sân. Có lẽ là đôi bên đều đã hiểu rõ nhau và rất tránh những tình huống có thể dẫn đến những pha phản công nguy hiểm. Và những đường chuyền vượt tuyến đang được sử dụng khá nhiều từ phía cả Young Music lẫn Phú Minh. Rất nguy hiểm. Một đường chuyền thể hiện nhãn quan tuyệt vời của số 10 bên phía cầu thủ Phú Minh. Không, đó là số 20 Quang Đại. Những cú dứt điểm của Mạnh Hùng trong một tư thế chống trải lại đưa trái bóng đi ra ngoài. Khá đáng tiếc cho Phú Minh với một cơ hội có thể nói là nguy hiểm thực sự. Nhưng đó cũng sẽ là lời cảnh báo dành cho hàng phòng ngự của Young Music. Các cầu thủ hậu vệ của đội báo đỏ có thể to hơn tiền đạo đối phương, nhưng sự nhanh nhẹn và khả năng thoát ẩn thoát hiện của các cầu thủ tiền đạo bên phía Phú Minh đang tạo ra được khá nhiều khoảng trống. Rất nguy hiểm. Và phát bóng thẳng của thủ môn bên phía Young Music. Bóng vừa rồi đã rơi vào xà ngang của các cầu thủ Phú Minh sau khi chạm tay của thủ môn. Tiếp tục là một quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ Young Music. Đường chuyền bóng vẫn là hiệp cọc. Vẫn chưa tìm ra được đường để chuyền. Một tình huống lỗi quá thời gian của các cầu thủ Young Music. Đường chuyền rất khó. Cầu thủ Phú Minh đang tỏ rõ sự vội vàng. Bấm bóng của hiệp cọc hướng đến vị trí của tiền đạo cắm số 69 Kiều Hiệp phía trên. Thể hình của cầu thủ Young Music thực sự là vượt trội hơn rất nhiều so với Phú Minh. Và việc họ sử dụng những đường bóng dài cũng là điều hết sức dễ hiểu. Để
không thể có được pha phản công. Mười lăm phút đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-0. Cơ hội nguy hiểm nhất đã thuộc về các cầu thủ Phú Minh. Cá ngang, đây lại là một quyết định dứt điểm ngay. Hai biên của Phú Minh đang leo khá tốt. Rất nhanh, sức trẻ của cầu thủ Phú Minh đã được thể hiện rõ trong tình huống phối hợp vừa rồi. Hậu vệ của Young Music không thể theo kịp được cầu thủ cánh trái của Phú Minh. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho Phú Minh trong một tình huống mà thủ môn của Young Music đã có một pha đẩy bóng rất hay. Khả năng sút xa của cầu thủ áo trắng là tương đối tốt. Lại một cú dứt điểm nữa, lần này người ra chân là Trọng Quý. Và chạm bóng không được như ý của Hải Linh. Phía bên cầu thủ Young Music đã có sự thay đổi người đầu tiên. Số 28 Ngọc Chính sẽ là người vào sân để thế chỗ của số 69 Kiều Hiệp. Đây có lẽ là một sự thay đổi ở phía trên hàng tấn công. Ngay lập tức là lỗi của Ngọc Chính. Quả đá biên dành cho cầu thủ Phú Minh. Đường chuyền có ý đồ nhưng là không thực hiện thì lại không tốt. Thêm một quả bấm bóng dài nữa của Hiệp Cọc và đã có lỗi đẩy sau. Thank you.
và phạm lỗi rất rõ ràng. Trọng Quý đã có một tình huống gần như là vật đối phương. Cú sút thẳng của Khắc Hiệp. Quả người thành công. Cầu thủ Phú Minh phạm lỗi ngay ở bên phía phần sân đối phương. Nhưng thực tế mà nói thì trong tình huống vừa rồi, cơ hội phản công của Young Music cũng là không nhiều, khi chỉ có một mình Ngọc Chính cầm bóng và chưa có người đồng đội nào dâng lên để hỗ trợ. Không khó với hàng phòng ngự của Young Music. Hiệp 1 đang dần trôi về những phút cuối và hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số không đều. Lần này thì là lỗi của Ngọc Chính và đã có một chiếc thẻ vàng được rút ra. Tốc độ rất tốt. Nếu như sân thi đấu ngày hôm nay rộng hơn thì có lẽ là các cầu thủ Young Music sẽ gặp khó khăn hơn nhiều với các cầu thủ Phú Minh. Gần như trong những pha tay đôi 1-1 thì các cầu thủ Phú Minh đều là những người giành phần thắng, nhất là những tình huống qua người. Sức trẻ đương nhiên vẫn hơn so với kinh nghiệm trong những tình huống sử dụng tốc độ như vậy. Tuy nhiên thì hiệu quả vẫn là điều mà các cầu thủ Phú Minh còn thiếu. Bảng tỷ số vẫn đang là hai con số không tròn trĩnh. Cho tới lúc này thì đương nhiên các cầu thủ Young Music vẫn đang là những người thành công hơn với chiến thuật của mình ở trận đấu này. Chỉ cần để cho Phú Minh có được một bàn thì chắc chắn là thế trận cũng như tâm lý của cả hai đội đều sẽ thay đổi khá nhiều. Hiểu được điều đó nên cầu thủ Young Music vẫn đang thi đấu phòng ngự khá chắc chắn.
rất khéo. Dứt điểm. Một tình huống hơi cuốn theo pha bóng. Không thể có cú dứt điểm cho Ngọc Trinh. Hậu vệ của Phú Minh vẫn rất nhanh. Không có gì nguy hiểm trong tình huống phối hợp đá biên vừa rồi. Một sự thờ người nữa của cầu thủ Young Music, số 26 Xuân Trường sẽ là người vào sân để thay cho Mạnh Tùng. Đường chuyền rất mạnh. Phút cuối của hiệp 1. Quyết định dứt điểm. Đó là một đường sút bóng về phía cột 2. Tiếp tục là cầu thủ áo trắng. Vẫn đang tìm đường để phối hợp. Đường chuyền ngang rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thì Ngọc Trinh đã cắt được pha bóng vừa rồi. Lại một cú dứt điểm nữa. Hội phản công dành cho Phú Minh ngay lập tức đã bị cắt đứt. Vẫn tiếp tục là cầu thủ áo trắng và đập nhà khá hay. À, nguy hiểm. Đó lại là một quyết định dứt điểm ngay của Ngọc Chính chứ không phải một đường căng ngang dành cho Xuân Trường. Lại là cao thủ Phú Minh, cú dứt điểm đi trúng cột dọc.
Đúng là khi mà tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn thì các cầu thủ Phú Minh sẽ tỏ ra nguy hiểm hơn. Lỗi của tiền đạo bên phía Young Music. Quả đánh đầu chính xác nhưng lại không có lực. Và như vậy hiệp 1 đã kết thúc. Kết quả vẫn đang tạm thời là không đều. Và lợi thế cho tấm vé vào trận chung kết vẫn đang thuộc về các cầu thủ Young Music. Nhiệm vụ của Phú Minh đó là phải ghi 2 bàn. Cho tới lúc này thì họ vẫn chưa thực hiện được một nửa điều đó. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút và chờ đợi những diễn biến hấp dẫn hơn ở hiệp đấu thứ 2 của trận đấu này.
Chúng ta cùng trở lại với hiệp đấu thứ hai trận bán kết lượt về giải bóng đá Hà Nội Second Class Season 1 giữa cao thủ Young Music và Phú Mình. Hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc với tỷ số hòa 0 đều và cơ hội giành tấm vé đến trận chung kết vẫn đang nằm một nửa ở trong tay của cao thủ Young Music. Tổng tỷ số sau hai lượt trận vào thời điểm hiện tại vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía Young Music, và họ còn đang có lợi thế khi trận đấu lượt đi được tính là trận đấu diễn ra trên sân nhà của cao thủ Phú Minh. Điều đó có nghĩa rằng Phú Minh sẽ bắt buộc phải ghi được 2 bàn thắng ở trận đấu này, ít nhất là 2 bàn. Ngay cả khi Young Music để thua với tỷ số 0-1 thì họ vẫn sẽ giành quyền vào trận chung kết nhờ vào luật bàn thắng sân khách. Trong hiệp đấu đầu tiên thì cầu thủ Young Music cũng đã phòng ngự rất kiên cường. Lỗi thuộc về Hiệp Cóc. Ở cuối hiệp 1 thì cầu thủ Phú Minh đã có một cơ hội rất nguy hiểm với một cú dứt điểm chạm cột dọc, nhưng khá thiếu may mắn cho đội áo trắng khi họ vẫn chưa có được pha lập công đầu tiên ở trận đấu ngày hôm nay. Dứt điểm, pha nhả bóng ra và một cú sút rất mạnh. Tiếp tục là một tình huống bóng chết nữa dành cho Phú Minh. Đường chuyền không cho ai. Lỗi của cầu thủ Phú Minh. Đường chuyền bóng đang là Hiệp Cóc. Đó là một cú sút thẳng. Không có phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ cao hơn ngay ở những phút đầu hiệp 2. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà trước mắt của Phú Minh sẽ chỉ còn hơn 20 phút nữa để nỗ lực tìm kiếm được 2 bàn thắng và qua đó hy vọng giành được vé vào trận chung kết. Không ai kèm. Cú đánh đầu của Hải Linh nhưng vẫn không thắng được thủ môn bên phía Young Music. Và chạy chỗ khá tốt của số 7 bên phía Phú Minh. Cú sút không trúng bóng. Thêm một cơ hội dứt điểm nữa. Vẫn không qua được một dừng chân của Young Music ở phía trong vòng cấm. Mất bóng rồi. Yeah.
xử lý khá tốt của Hiệp Cóc. Tiếp tục là số 83 của Young Music. Mất bóng rồi. Đường chuyền lỗi là của Xuân Trường. Bóng xuống đáy biên. Một đường căng ngang. Vẫn không thể có một tư thế thoải mái nhất cho Hải Linh để có thể dứt điểm. Bóng khá tốt của Ngọc Trinh, nhưng chỉ có một mình cầu thủ số 28. Bóng đã bị cắt. Đường chuyền khá hay. Dứt điểm. Vẫn chưa có bàn thắng. Sút vừa rồi là của Việt Anh. Nhưng trước đó phải kể đến một đường chuyền cong như trái chuối của cầu thủ số 30, đó là Trọng Quý. Không phải, đó là Anh Sơn. Quang Đại, đường chuyền hỏng của Quang Đại, và đây là cơ hội để đối mặt dành cho số 28 bên phía Young Music. Nhưng đó là pha xử lý không tốt của Ngọc Trinh. Thủ môn bên phía Phú Minh đã băng lên rất nhanh. Câu trả lời ngay lập tức của cầu thủ Phú Minh, nhưng đó lại là một cú sút vọt xà ngang. Lỗi là của Mạnh Hùng.
Cú sút khá căng từ phía cánh trái, nhưng sẽ chỉ có thêm một quả đá biên dành cho cao thủ Phú Minh. Lúc này thì thời tiết trên sân cũng đã dịu mát hơn khá nhiều sau một cơn gió mạnh, và điều đó sẽ giúp cho cao thủ đỡ mệt hơn so với thời tiết nắng nóng vào lúc đầu trận. Phát bóng lên dành cho cao thủ Young Music. Đó là một tình huống phòng ngự khá tốt. Thời gian thì vẫn đang cứ trôi, và mọi khó khăn vẫn đang được nhân lên gấp bội dành cho cao thủ Phú Minh. Nếu như lúc này tỷ số là 1-0 dành cho Phú Minh thì mọi chuyện cũng sẽ dễ thở hơn khá nhiều. Phía ngoài sân thì bây giờ Phú Minh mới có sự thay đổi người đầu tiên. Số 8 Văn Trường sẽ là người được đưa vào sân. Và dưới sân sẽ là số 7 Hải Linh. Tiền đạo của Phú Minh ở hiệp 2 cũng đã có một cơ hội tương đối rõ rệt với một cú đánh đầu sau tình huống phạt góc. Nhưng ở một cự ly gần thì Hải Linh vẫn không thắng được thủ môn bên phía Young Music. Đường chuyền hơi mạnh. Nếu chuẩn xác hơn thì đó có thể là một cơ hội nguy hiểm hơn dành cho Phú Minh, khi phía cánh phải của đội bóng áo trắng đã khá thoáng và hoàn toàn có thể là một cú dứt điểm. Không khó với thủ môn của Phú Minh. Lỗi của Hiệp Cao. Đó là một tình huống chủ động bắt bài của số 83 bên phía Young Music. Nhưng đối phương đã che bóng khá kín. Thank you.
Và cắt bóng rất tốt. Tiếp tục là hiệp cóc. Không có lỗi của cầu thủ Phú Minh. Anh Sơn. Vẫn đang là cầu thủ Phú Minh nhưng lại là một đường chuyền hỏng. Vẫn chưa có đủ người để Young Music phản công. Một mình hiệp cóc ở phía trên. Kinh nghiệm thôi là chưa đủ. Sẽ chấp tay đôi với cầu thủ trẻ luôn là một điều rất khó khăn. Nhất là khi năm nay hiệp cóc đã gần 40 tuổi rồi. Không qua được thủ môn của Young Music. Quang Huy vẫn đang bắt rất chắc ở trong khung thành của đội bóng áo đỏ. Thêm một quả phạt góc nữa. Vậy là hiệp cóc đã được cho ra nghỉ. Vào sân là Mạnh Tùng. Tiếp tục thêm một cầu thủ nữa bên phía Young Music đang bị đau. Trận đấu sẽ chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi. Thank you.
rất đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi khi Ngọc Chính không thể kiểm soát được trái bóng một cách gọn gẽ hơn. Lại thêm một đường chuyền hỏng nữa. Tình huống đầy sau, cầu thủ Phú Minh cần phải bình tĩnh hơn. Mặc dù họ đang rất vội, nhưng càng phạm lỗi như vậy thì càng khiến thời gian của trận đấu trôi qua một cách nhanh hơn và bóng không được lăn nhiều hơn mà thôi. Chuyền quá mạnh. Một chiếc thẻ vàng nữa đã được rút ra. Đó có lẽ là thẻ vàng dành cho Tùng Sáo. Rất bi, vẫn chưa có đường để chuyền. Lỗi rất rõ ràng, vẫn là cầu thủ bên phía Young Music, lần này là Đình Minh. Bóng lại chạm cột. Dường như cơ hội để Phú Minh có thể giật lại tấm vé vào trận chung kết đã rất xa vời rồi. Thời gian còn lại là rất ít. Và cầu thủ Young Music thì vẫn tỏ ra chắc chắn. Đây là cơ hội dành cho Young Music. Dứt điểm. Phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ.
phát bóng lên dành cho Phú Minh, vẫn đang rất khẩn trương. Và phá bóng suýt chút nữa đã thành bàn. Thêm một sự thay đổi người nữa của Young Music. Hiệp Cóc sẽ trở lại sân và Ngọc Chính sẽ được cho ra nghỉ. Phú Minh cũng thay người, Anh Sơn sẽ là người dưới sân, Hải Linh sẽ trở lại. Lại hỏng tiếp. Cũng may cho Phú Minh là bên phía Young Music cầu thủ tốc độ không thực sự là quá tốt, nếu không thì những tình huống phản công của đội bóng áo đỏ sẽ mang lại rất nhiều sự nguy hiểm. Ở hiệp 2 này thì số lượng đường truyền hỏng và truyền ngang bị cắt của cầu thủ Phú Minh đã gia tăng đáng kể. Cú sút là khá tốt nhưng lại đi chạy cột dọc. Hải Linh, đường chuyền dài của Hải Linh, bóng tiếp tục trong chân cầu thủ Phú Minh, phạt góc. Một tình huống kéo người,
Thêm một tấm thẻ vàng nữa dành cho cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ, đó là Xuân Trường. Và đó đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ dành cho Xuân Trường trên thẻ vàng thứ hai. Nhưng thời gian còn lại liệu có đủ hay không? Và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu bán kết lượt về giữa cao thủ Young Music và Phú Minh. Tỷ số chung cuộc là không đều và tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-1 nghiêng về phía Young Music. Kết quả này sẽ giúp cao thủ Young Music có được tấm vé vào trận chung kết và đối thủ của họ sẽ lộ diện ở trận đấu bán kết 2 diễn ra ngay sau đây giữa Phượng Đồng và Nam Đàn Oan. Một trận đấu hết sức căng thẳng với rất nhiều tấm thẻ được rút ra nhưng bàn thắng lại không xuất hiện. Mặc dù vậy thì đó cũng là một kết quả vừa đủ để giúp cao thủ Young Music được hưởng niềm vui khi giành được tấm vé vào trận chung kết. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại sau đây ít phút với trận bán kết lượt về thứ hai giữa cao thủ Phượng Đồng và Nam Đàn Oan.